Hello cả nhà, hôm nay mình làm cái món sandwich này ba mẹ con đi ra ngoài công viên ngồi ăn. Đây mình có bacon với lại trứng rồi chi với bơ. Ok thì mình làm nha cả nhà. Đây bánh mì á mình nướng một bên thôi, chính giữa này là mình nó không có nướng nè. Rồi bây giờ mình lột cái này ra. Rồi, cái này mình để vô. Đây mình để vô đây. Đó. Để cái này vô đây. Cái này nó bự, cái bánh mì này nó bự quá, mình phải để ba cái đi. Cái này bơ nè. Người Mỹ ấy, người ta ăn sandwich với lại bơ nha cả nhà. Nó béo nó ngon lắm. Đây mình để vô ha. Để cái trứng vô. Đó, mình ập nó lại. Đây. Là sau mình được một cái món bánh mì sandwich. Cái này là mình ra tiệm mình mua là khoảng 5 đồng á nha cả nhà. Ba mẹ con mình đi sở thú xong rồi ngồi ngoài công viên ăn luôn nha cả nhà. Đây, các bạn ơi, nhìn cái miếng bánh mì mình ở trong nó rất là ngon luôn xem. Đó. Bây giờ hai mẹ con mình ba mẹ con mình phát cái này ra ngoài công viên ngồi ăn nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ba mẹ con mình đi đi zoo. Đây đi zoo, mình trả tiền là mình vô cái cửa này nha cả nhà. Ở đây mình có cái khách này mình cho thú ăn ha. Đây mình có con dê, con dê đây. Put it right there. Put it right there. So he can get. Đây nó tới một bầy luôn đây. Oh, no. Con muốn ăn đó, con bỏ vô cho nó ăn đi. Đó, để trên đi, để trên nhấn nhấn người ta kìa. Đó, người ta để trên cho nó ăn đó. Kyle, put it right there on the fence. Ở lên trên đó con. It's right there. Đó, nó ăn đó thấy không? Mommy, your turn. Kyle, put it right there. So the cake. Em nhỏ quá, em đâu có bỏ được. Don't worry, I'll do it. Nè, hey, con. Over there. Nè, thế là con lại kia con đứng. Nè, con đứng con quay đi, má mày ẩm em cho em để lên. Here's the I don't know the I don't know. Em goats are really cute. Nè con muốn bỏ lên không? No. I already did. I just... Đây mình bỏ lên đây nha cả nhà ơi. Đó. Đây em nữa. Nè lên đây nè, lên đây ăn đó. Quá chừng nữa đó chứ. Trời ơi, không cho nó ăn nó tức tới thấy chưa? Không cho nó ăn nó tức á, nó đục quá. Hai hộ. Nè. Đó. Trời ơi, đứng lên trên cái vườn luôn kìa. Dê lên núi. Dê lên núi nè cả nhà ơi. Con mình nó đứng đó. Rồi đi con. Đi. Ở đây mình có khá mồ nữa rồi bà con ơi. Mommy. Ở nhà ơi mình có khá mồ. Kyle, come on. Go
Con camel. Con camel. Mommy, the mommy, remember that lady said the camels are really naughty? Yeah. And she said don't feed them. Yeah, they're pretty naughty. Camel là con gì ta? Camel là gì Việt Nam vậy, tiếng Việt? Ô, con lạc đà đó hả? Con camel. Camel bự. Kyle, come on. I can't reach him. Kyle, come over here. Rồi đi con. À, đây là có hai con khao bự nè cả nhà ơi. Bự quá trời bự luôn. Con mình nó hỏi con khao mình, nó uống sữa từ con khao này, nó nói ớn quá, nó không tin. The llamas are really cute and they're really. Ê cả nhà ơi, cái con này. Con llama là con gì vậy con? Mình nó nói con llama, mình không biết con llama là con gì. Na na na. Đi đi. Mommy, let's go. Llama là con gì vậy? No, that llama is white. Con biết con llama là con gì không? Nó muốn ăn mà. Để mommy cho nó ăn cái nha. Nó để cho mommy quay đó. Con mình nó sợ để điện thoại người ta lấy. Hello, xin chào cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình thấy hai con rùa bự quá trời luôn đây. Bự quá trời bự luôn cả nhà ơi. Hai cái chuồng nè. Đây mình thấy có ba con vịt nha bà con ơi. Ba con vịt trắng tinh đẹp quá. Đây cái nước cho vịt tắm luôn nè cả nhà ơi. Đây. Đây. Khung cảnh rất là đẹp cho vịt ở. Mommy. Hai con này con gì vậy? Mommy. Turkey phải không? Yes, turkey. Mommy. Hả? Mommy. Đây turkey cả nhà ơi. Turkey nha cả nhà. Peacock right there. Ooh, peacock. It says blue peacock, but there's a white peacock. Peacock nó đỡ xa quá, mình không có thấy được. Con thấy? Yeah. I see the white one. It's the white. Yeah. Nó trời hết trồn luôn. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi coi cái gì đây? Ý, có con emu đằng kia bự quá con. Đấy, emu, emu. Cow. Ở đây mình thấy con emu bà con ơi. Con emu là con gì vậy? I don't know. Hi. Emu là con chim gì đó mình không biết luôn. That's woolly. Cái con này chắc nó già dữ lắm rồi sao? Mommy, come on. Đây con ý mèo đây. Mà nó già quá trời già luôn. Năm nay thì đụng hết trơn. Welcome to Minh Phan Chichi channel. Today we are at the park at the second channel at the zoo. Hi. So we're making cows dinosaur here. So just wait a moment so it can wait. Yeah. Okay. Hello, xin chào cả nhà nha. Ba mẹ con mình ở đây có sandwich đây. Okay. Ra vào công viên ngồi ăn đi, ngắm xe chạy cả nhà ơi. Đây sandwich hồi nãy mình làm đây. Đó, ngon chưa? Okay, okay. À. Đây. Đây cả nhà ơi, sandwich đây. Wow. Đây một đứa một ly đó. Let's open it. Let's open it. God, I can't wait to see. Where am I spot? Đó. Thế là ngâm vô đi con, để đây. Để đây một lát ăn xong rồi mới chơi nha. Okay. Guinea pig want to eat too. Wait, mommy. Let guinea pig eat one too, mommy. Đó. Mommy, let guinea pig eat one. It's one plastic.
Nè, con này nó ăn luôn nào. Mommy. Mommy. No, it says I want to eat. Let me eat this one. Nhan nhan nhan. Yeah, ăn đi con. Mommy, give me pick more and get plastic. My look nhan nhan nhan. Con để đây để nó đổ. Đây my spot. Okay. Mommy look nhan 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 nhan. Rồi. Mommy cái nè. Rồi hai chị em ăn đi. You mean ba chị em? The pig wants to eat. Rồi ba chị em ăn đi. Nè, yeah. Đưa mấy bị lau tay nè. Đây. Oh, guinea pig is going to have fun with me. Nào, đưa tay ra. Mommy, guinea pig is going to have really fun at the playground with us. Mommy, guinea pig loves to go on the swings. Mommy, do you want to go to the big one or the small one? Do you want to go to the big one first or the little one? Yeah. Mommy, do you want to go to the big one or the little one? Con giỏi quá, thấy không? Thấy em ăn giỏi quá. Mommy, do you want to go to the big one first or the little one first? Mommy, do you want to go to the playground first, the little playground first, or the big playground first? Small. The small? Very good. Mommy, let's go to the bigger one. It's really fun there. Mm. Thank you for watching. Remember, subscribe my channel, like and share. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.